Trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xem trên kênh YouTube của mình.
Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Đi đây. Học dâu. Ê, chỉ cần một bằng mấy. Mày chết bố kiên nào mày. Tí nữa bố kiên nào mày chết. Bố kiên nào mày chết. Không biết. Đó như. Không. Qua đây đi đây. Đi đâu ra mày kia đi. Đi đây. Tao phải bố kia nói. Mẹ có đi ra ngoài không? Học bài. Học gì mà nói lắm đi. Học bài. Học gì mà nói lắm đi. Học dốt im. Ai à, ra mẹ đi, tao phụ bố kia thôi, mẹ ra đi. Đi về đi, đừng chơi mít tít, tí học dốt lắm. Tát cái đầu. Vậy là mình ra đi tô. Đi ngay đầu kia đi. Đói. Mày chết cái mồ còn. Bố kia mày chết chắc còn bố kia mày. Mày chết tao phụ bố kia mày chết rồi. Mày toàn mày chết. Vậy là mình ra đi tô màu sau các bạn thấy mình tô màu đẹp hay cho mình xin một like đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.